chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Ngân Hà tìm đến Vũ để chia sẻ nỗi buồn. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của trạm cứu hộ trái tim. Bản quyền thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ở tập trước, mâu thuẫn với An Nhiên nên Nghĩa bỏ về nhà. Sốt ruột, An Nhiên nhờ con trai gọi cho bà Sinh để nhắn bố nghe điện thoại của mình. Sau khi nói lời ngon ngọt với Gôn, Nghĩa đề nghị con trai chuyển máy cho An Nhiên rồi quát lên trong điện thoại: "Tôi nói với cô sao, đừng bao giờ lợi dụng thằng bé." Rồi cúp máy. Ở diễn biến khác, Nam thuyết phục Mỹ Đình đi gặp người yêu để giải thích chuyện hiểu lầm về cái thai. Tuy nhiên thay vì làm rõ mọi chuyện, Mỹ Đình lại chọc tức người yêu của Nam bằng cách nhận mình đang mang bầu con của bạn thân. Cô nói, trai chưa vợ, gái mới bỏ chồng nên nếu có gì với nhau là chuyện bình thường, khiến cả Nam và cô người yêu đều khó chịu. Trong khi đó, Hà về nhà và phát hiện xe của Nghĩa đỗ ở cửa. Nghĩa ngăn Hà lại rồi quát, cô đứng lại đấy. Tôi muốn nhìn rõ bộ mặt giả tạo của cô, mở miệng ra là chửi tôi. Tưởng cô đàng hoàng thế nào, hóa ra ngủ với thằng đàn ông khác trong ngày cưới lại còn trách móc cái gì. Công tác vùng cao à, việc bất khả kháng à, cô cũng khốn nạn như tôi thôi. Bị Hà chọc tức, nói Vũ không phải là người lạ, Nghĩa càng điên nên định động chân động tay với vợ. Đúng lúc đó, bà Lan cho người giúp việc ra hất nồi nước vào mặt con rể. Mẹ Hà cầm gậy chỉ thẳng vào mặt Nghĩa nói, cút. Trong tập tiếp theo, sau khi bị mẹ vợ hất nước và chỉ gậy vào mặt, Nghĩa bỏ đi trong cơn tức giận. Anh ta lái xe lang thang trên đường phố đêm khuya, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Trong lúc đó, An Nhiên ngồi trong phòng, ánh mắt đượm buồn nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn đang báo cuộc gọi nhỡ. Cô biết rằng mình đã sai khi lợi dụng con trai để níu kéo Nghĩa, nhưng tình cảm mà cô dành cho anh ta không phải là giả tạo. Ở một diễn biến khác, Nam và Mỹ Đình có một cuộc trò chuyện căng thẳng. Nam giận dữ vì Mỹ Đình đã nói dối và làm tổn thương người yêu của anh. Mỹ Đình, sau một hồi tranh cãi, cuối cùng cũng thừa nhận rằng cô không mang thai và chỉ muốn thử thách tình bạn giữa Nam và người yêu của anh. Nam, dù vẫn còn tức giận, nhưng cũng hiểu ra rằng Mỹ Đình chỉ là một người bạn quá lo lắng cho mình. Trong khi đó, Hà cảm thấy mệt mỏi với mọi rắc rối và quyết định rời khỏi nhà một thời gian để suy nghĩ về cuộc sống của mình. Cô đến gặp Vũ và trò chuyện về những khó khăn mà cô đang phải đối mặt. Vũ lắng nghe và an ủi Hà, cho cô lời khuyên. Anh nói Hà cần phải bình tĩnh để xử lý mọi chuyện, việc quan trọng là phải giữ sức khỏe để đứa bé trong bụng được phát triển tốt. Vũ nói rằng xung quanh Hà luôn có người thân, bạn bè, cô đừng buồn và lo lắng nữa. Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Trạm cứu hộ trái tim. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.